Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ Chủ nhật thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trong ngày nghỉ tất cả mọi người thì đang được nghỉ ngày cuối tuần thật là vui vẻ, nhưng anh em chúng tôi vẫn phải đi làm việc đây. Hôm nay thì anh em chúng tôi có đi mua xe và bây giờ chúng tôi đang trên đường về rồi. Trước máy cây của chúng tôi hôm nay đây là chiếc xe Hyundai Tucson mà chúng tôi vừa mới mua về được đấy ạ. Biển số thì rất là đẹp đấy ạ, 63799 đấy ạ. Xe thì biển số rất là đẹp rồi ạ. Và cái đặc biệt nữa là tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn, đây là một cái siêu phẩm cực kỳ hiếm ạ. Chắc chắn ở Việt Nam mình thì rất hiếm cái phiên bản này, rất ít gặp cái bản này. Đó chính là Hyundai Tucson nhập khẩu. Chiếc xe được sản xuất năm 2010 và là cái bản LMX tức là số tự động máy dầu. Và cái máy dầu của cái phiên bản này chính là cái máy EVGT. EVGT giống y như cái chiếc xe Santa Fe SLX đấy, cũng động cơ 2.0, động cơ diesel và là động cơ EVGT. Nói về cái động cơ EVGT thì chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, nó rất là nổi tiếng về bền bỉ và đi rất là kinh tế, rất tiết kiệm ạ. Thì hôm nay chúng tôi đã vừa mới mua về đây thì tôi cũng quay qua cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là tôi quay qua trước thôi ạ, vì là sau bây giờ hôm nay chúng tôi vừa mới mua về cho nên là nó rất là bận, không có thời gian. Tôi để trước cửa hàng này, tôi quay qua cho quý vị và các bạn cùng xem, sau đó tôi sẽ đánh bóng dọn dẹp lại một lượt, rồi tôi sẽ quay trực tiếp lên cho quý vị và các bạn cùng xem chi tiết cụ thể hơn. Còn hôm nay thì tôi quay qua thôi, vừa mới mua về thì quý vị và các bạn nhìn thấy đấy, nó còn rất là bẩn ạ, vì chủ xe đang sử dụng chứ không phải bán cho nên là nó rất là bẩn ạ. Đây là cái phiên bản này là màu ghi hay còn gọi là màu xám lông chuột đấy quý vị và các bạn ạ. Và cái phiên bản này được trang bị là la răng đúc 5 cánh kép, rất là đẹp. Và biển số thì rất là đẹp rồi, đây quý vị ạ, biển Hà Nội và biển là 63799, đuôi 99 tức là biển kép giữa là thần tài. Đi rất là may mắn và biển số rất là đẹp, lại còn rất là dễ nhớ nữa. Đây tôi quay qua một vòng cho quý vị và bạn cùng xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe, nó còn rất là mới, rất là đẹp đấy. Chiếc xe được sản xuất năm 2010 thì đến bây giờ là nó đã gần 10 năm sử dụng rồi. Nhưng mà nó còn rất là mới, rất là đẹp ạ, vì chủ xe đi rất là ít và giữ gìn cẩn thận ạ. Chiếc xe này mới chạy được hơn 7 vạn km thôi. Tí nữa thì tôi sẽ quay trực tiếp cho quý vị và các bạn xem về cái phần đồng hồ ạ. Động cơ thì EVGT, động cơ 2.0, động cơ dầu. Rất là hiếm tại Việt Nam mình. Cái phiên bản máy xăng, Tucson máy xăng thì không thiếu trên thị trường. Nhưng cái phiên bản máy dầu này thì không có mấy đâu quý vị và các bạn ạ, tìm rất là hiếm ạ. Vì chúng tôi làm xe nhiều năm rồi, chúng tôi có thể biết được những cái dòng nào trên thị trường đang có nhiều, những dòng nào đang hiếm. Đấy, về cái phần thân vỏ của xe thì rất là đẹp ạ. Vì chủ xe đi rất giữ gìn cho nên là cái phần thân vỏ rất là căng, rất là bóng ạ. Khóa thông minh, đè nổ đây ạ, bấm tay mở cửa, đây tôi mở cho quý vị và các bạn cùng xem. Nội thất bên trong táp lô đây ạ, còn rất là mới ạ. Tất cả còn rất là mới đẹp. Tôi sẽ bật qua về cái đồng hồ này lên cho quý vị và bạn cùng xem về cái đồng hồ này, xem nó chạy được bao nhiêu ạ. Vì là chúng tôi vừa mới mua về đây, trên đường chúng tôi mua về là chúng tôi để về đến cửa hàng là chúng tôi quay, chúng tôi chụp luôn cho quý vị và các bạn cùng xem là cái đồng hồ nó còn nguyên bản, chúng tôi chưa có làm gì cả đấy ạ. Đồng hồ chạy 7 vạn rưỡi km rồi đấy ạ. Sau 10 năm sử dụng mà chiếc xe này chạy 7 vạn rưỡi km thì quả thực là chạy rất là ít ạ. Vô lăng còn nguyên bản hết đấy ạ. Vô lăng, cần số, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Và chiếc xe này còn rất là đẹp, tôi cũng quay qua cho quý vị các bạn cùng xem một chút vậy thôi, gọi là trailer đấy ạ, để cho quý vị các bạn cùng xem về chiếc xe này. Mai ngày kia là dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ lên, tôi sẽ quay chi tiết hơn cho quý vị các bạn cùng xem. À quên, tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem về cái năm sản xuất đấy ạ. Đây là cái tem của nhà sản xuất, tem nhập khẩu đấy ạ. Và chiếc xe được sản xuất năm 2010 đấy ạ. Đấy, chiếc xe được sản xuất năm 2010 và cái tem nhập khẩu đấy ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Keo chỉ còn nguyên bản, chúng tôi cam kết là chiếc xe này keo chỉ còn nguyên bản hết. Và bây giờ thì tôi sẽ mở cho quý vị và các bạn xem qua về cái phần động cơ đây nhé. Chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về. Và quay cho quý vị các bạn xem về cái phần động cơ thì nó như thế nào thì đây ạ.
quý vị và các bạn xem qua về cái phần động cơ đây. Tôi mở cho quý vị và bạn xem nguyên bản là chúng tôi vừa mua về nó còn bẩn nguyên như thế này nhé. Bẩn nguyên và chưa có dọn dẹp nhé. Động cơ này là động cơ 2.0 diesel. Động cơ EVGT đấy. Động cơ diesel 2.0 không khác gì cái động cơ Santa Fe ạ. Nếu như quý vị và bạn đang quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua cửa hàng chúng tôi. Chúng tôi sẽ so sánh cho quý vị và các bạn cùng xem, vì hiện tại cửa hàng chúng tôi đang có chiếc xe Santa Fe SLX 2011. Động cơ y chang như cái động cơ này, không khác gì cả. Ốc cabo đây. Ốc cabo keo chỉ là còn nguyên bản hết ạ. Chưa có đâm đụng hay là chưa va chạm gì hết. Chiếc xe này thì chủ xe cũng chia sẻ vừa mới bảo dưỡng ở cái cấp độ lớn đấy ạ. Cho nên là quý vị nào mà muốn mua chiếc xe này về mà sử dụng thì yên tâm ạ. Tất cả vừa mới bảo dưỡng, vừa mới bảo dưỡng hết một loạt ạ. Và đã lắp thêm cái ba lát đây. Đây là cái ba lát và lắp thêm cái bóng LED, bóng siêu sáng đấy ạ. Đây, cụm đèn pha rất là mới, sáng bóng và đã lắp thêm một cái bóng siêu sáng rồi ạ. Đấy, cụm đèn pha rất là mới. La răng thì cũng rất là mới, rất là đẹp. Và cái lốp thì còn rất là dày. Chủ xe cũng mới thay đôi lốp trước. Đôi lốp trước thì vừa mới thay sau. Đôi lốp trước vừa mới thay, còn rất là mới. Còn đôi lốp sau là thay từ năm 2018. Đấy, cho nên là quý vị các bạn có thể đi rất là yên tâm. Chủ xe thay đôi lốp trước là lốp mới, còn lốp sau là 2018. Đấy, tại vì sau 10 năm sử dụng thì kể cả cái lốp không đi cũng phải thay vì nó hết tuổi thọ cao su rồi. Đôi lốp mới, chủ xe mới thay đôi lốp trước này rất là đẹp ạ. Riton. Rất là dày dặn, rất là đẹp ạ. Và đôi lốp sau thì là thay từ năm 2018. Đấy, lốp sau là 2018. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Vậy nếu như quý vị nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mm-hmm.